Xin chào các khán giả thân yêu của Khám Phá Cùng Mít. Các bạn thân mến, trong thế giới tự nhiên, báo cheetah được mệnh danh là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Nhưng nếu so với những loài động vật di chuyển dưới nước thì chúng có còn giữ được ngôi vị quán quân nữa không? Một số loài cá sống dưới đại dương có cơ thể thon dài và có cấu tạo da đặc biệt giúp chúng có thể bơi với tốc độ kinh hoàng không thua kém gì những tay đua tốc độ cả đâu. Và ngay bây giờ, các bạn hãy cùng Mít điểm danh những loài cá có thể đạt đến tốc độ mà chúng ta không thể ngờ tới trong video ngày hôm nay nhé! Một, cá mòi đường. Cá mòi đường có tên khoa học là Osteichthyes. Chúng có màu bạc, vây sẫm. Loài cá này có thể dài đến 0,9m và nặng đến 8kg. Đây là một loài cá di cư, chúng sống ở vùng biển nhiệt đới ven bờ và bơi đến vùng bãi bùn nông để kiếm ăn. Cá mòi đường thường tụ lại thành đàn để tránh các kẻ săn mồi khác. Chúng tự tạo cho mình một tốc độ để có thể bảo vệ mình khỏi các loài cá săn mồi. Thức ăn ưa thích của chúng là tôm, cua, các động vật thân mềm và sinh vật nhỏ khác. Cá mòi đường có thể sống đến 19 năm trong điều kiện tự nhiên và tốc độ bơi của nó là 64 km/h. 2. Cá kiếm. Cá kiếm hay còn gọi là cá mũi kiếm, phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới. Sở dĩ chúng có tên gọi là cá kiếm bởi vì chúng có mỏ nhọn, trông giống như một thanh kiếm. Chúng sử dụng mỏ kiếm của mình như một loại vũ khí để xiên con mồi cũng như để bảo vệ chúng khỏi một số ít các kẻ thù tự nhiên. Cá kiếm có thân hình tròn và thuôn dài, khi trưởng thành mất hết toàn bộ răng và vảy. Kích thước tối đa là 4,3m và 536kg. Cá kiếm là loại siêu tiến hóa. Trong tự nhiên, nó bơi nhanh như xe hơi với vận tốc lên tới 80km/h. Lưỡi kiếm như răng cưa là khúc xương hàm mở rộng, đầu nhọn, lưỡi ngửa dẹt như mỏ chim rất sắc bén. Cá kiếm không hề có răng, chúng săn mồi hoàn toàn bằng lưỡi kiếm của mình. Chúng bơi vào một đàn cá, lùa kiếm sang một bên. Lũ cá có thể bị đâm và bị thương, khi đó cá kiếm sẽ bơi chậm lại và thong thả ăn con mồi. 3. Cá nhồng. Cá nhồng là loại cá thuộc họ Sphyrna, chúng có kích thước lớn và vẻ bề ngoài hung dữ. Loài cá này có cơ thể thuôn dài, tương đối săn chắc, được che phủ bằng các vảy nhỏ và nhẵn. Chúng được tìm thấy trong các vùng nước đại dương khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới. Cá nhồng là cá có cơ thể thuôn dài với các quai hàm khỏe, miệng rộng, hàm dưới hơi dài hơn hàm trên. Chúng có các răng khỏe, giống răng nanh. Các răng này không đều về kích thước và gắn với ổ răng tại các hàm trên vào miệng. Cá nhồng có thể bơi với vận tốc 43 km/h. Chúng là một kẻ thách thức với những người câu cá. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ trở nên hung bạo và tấn công con người. 4. Cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ là một loài cá voi có răng thuộc họ cá heo đại dương, đồng thời là phân loài cá heo lớn nhất. Cá voi sát thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và Châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp hơn. Một con cá voi sát thủ điển hình luôn có những khoang màu đen trên lưng, đốm trắng ở ngực và hai bên sườn, cũng như một mảng trắng khác nằm trên và đằng sau đôi mắt. Chúng có kích thước khá lớn, một con đực trưởng thành thường dài từ 6-8 mét và nặng tới hơn 6 tấn, khoảng 5,9-6,5 tấn. Con cá nhỏ hơn, dài khoảng 5-7 mét với cân nặng từ 3-4 tấn. Trong khi đó, con non mới sinh chỉ nặng khoảng 180kg và dài chừng 2,4 mét. Bên cạnh đó, cá voi sát thủ cũng đạt vị trí quán quân trong ngôi vị loài động vật biển có vú di chuyển nhanh nhất với tốc độ tối đa có thể đạt tới 56 km/h. 5. Cá mập xanh. Cá mập xanh là một loài cá thuộc họ Catarrhinidae, sống ở vùng nước sâu trong các đại dương vùng ôn đới và nhiệt đới. Độ sâu phổ biến là từ bề mặt tới khoảng 350 mét. Trong các vùng biển ôn đới, người ta có thể thấy chúng ở các vùng biển gần bờ, còn ở nhiệt đới thì chúng sống ở những vùng biển sâu. Chúng là một trong những loài cá mập có thể di chuyển linh hoạt và nhanh, sống theo từng nhóm nhỏ, theo giới tính và kích thước. Tốc độ bơi của chúng lên đến 69 km/h, vì vậy chúng còn được mệnh danh là sói biển. Tuy là loài cá mập di chuyển linh hoạt và nhanh, sống thành từng nhóm nhỏ tùy theo giới tính và kích thước,
Loài cá này tuổi thọ khoảng 20 năm, cá mập xanh nổi bật với đôi vây ngực rất dài, phần trên của cơ thể có màu xanh đậm, nhạt hơn ở hai bên sườn và phần dưới là màu trắng. Con cá mập đực thường có chiều dài từ 1,8 đến 2,2 mét, trong khi những con cái có kích thước lớn hơn có con đạt kích thước đến hơn 3 mét. Cá mập xanh là những loài đẻ con, mỗi lần con cái đẻ thường có 135 con non, thời kỳ mang thai từ 9 đến 12 tháng. Sáu, cá ngừ vây vàng. Cá ngừ vây vàng có tên khoa học là Tanais abaca là một loài cá ngừ được dùng làm thực phẩm cho con người. Chúng được tìm thấy ngoài khơi trên các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Vây lưng của chúng có màu vàng sáng và chính vì thế chúng có tên gọi như vậy. Các vây này đều rất dài, cơ thể của chúng có màu xanh kim loại sẫm, đổi thành màu bạc ở phần bụng. Cá ngừ vây vàng cũng có xu hướng bơi thành bầy giống như các loài khác có cùng kích cỡ, bao gồm các loại cá ngừ khác. Chúng có thể dài đến 2,4 mét và nặng tới 200 kg, đôi khi còn có con nặng hơn 400 kg. Cá ngừ vây vàng có thể bơi với tốc độ 74 km/h. Bảy, cá mập mako vây ngắn. Cá mập mako có tiếng là một trong những loài cá mập nhanh nhất và đáng sợ nhất trong lòng đại dương. Với đôi mắt dường như không có sức sống và hàm răng nhọn hãi hùng, cá mập mako có thể đuổi theo con mồi với tốc độ chóng mặt 100 km/h và được biết là tấn công cả con người. Dài tới 10 feet và nặng tới 135 kg, cá mập mako vây ngắn thỉnh thoảng được mô tả là chim ưng của thế giới cá mập vì tốc độ nhanh, nó sẽ không ngần ngại tấn công, đặc biệt khi bị trêu chọc. Cá mập mako từng cắn đứt dây câu để trốn thoát và cố hết sức tấn công những ngư dân định bắt nó. Loài cá mập này chủ yếu sống ở vùng nước ấm, thường thấy nhất ở Đại Tây Dương, từ Argentina tới vịnh Mexico. Chúng có thể sống ở độ sâu 490 feet và có lợi thế rõ ràng hơn con mồi vì thân nhiệt của chúng cao hơn nhiệt độ nước từ 7 đến 10 độ C. Nhưng mặc dù nổi tiếng là một tay săn mồi tài năng, số lượng loài cá này hiện đang giảm xuống nhanh chóng vì chúng là mục tiêu của ngư dân. Họ bắt chúng với mục đích lấy thịt và vi để làm thuốc. 8. Cá buồm, sawfish. Cá buồm có tên khoa học là Ichthyophorus patipterus là một loài cá biển trong họ cá buồm. Loài cá này dài tới 3,6 mét và cân nặng tới 125 kg, sinh sống trong cả Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương trong khu vực biển quanh vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài vật này rất dễ để phân biệt với các loài cá khác nhờ vào đặc điểm màu xám trên cơ thể của nó cùng với chiếc vây lưng dựng ngược lên giống như một cánh buồm xuyên suốt trong chiều dài của lưng. Đây cũng là lý do vì sao chúng được gọi là cá buồm. Bên cạnh đó, có một đặc điểm khác của chúng chính là phần miệng kéo dài giống như loài cá kiếm, giúp cho chúng có thể dễ dàng tấn công con mồi và tìm kiếm thức ăn. Cá buồm là loài cá di chuyển với tốc độ nhanh thứ hai dưới đại dương. Chúng có thể bơi với tốc độ lên đến 109 km/h. 9. Cá chuồn. Cá chuồn có tên khoa học là Ixocichthyes. Chúng sống trong tất cả các đại dương, đặc biệt là vùng nước ấm nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đặc biệt, nổi bật nhất của chúng là vây ngực lớn bất thường cho phép cá ẩn và thoát khỏi các kẻ săn mồi bằng cách nhảy ra khỏi mặt nước và bay qua không khí một vài mét trên bề mặt của nước. Chiều dài đường bay của chúng thường khoảng 50 mét. Để vọt lên khỏi mặt nước, đuôi của loài cá này phải di chuyển qua lại lên đến 70 lần một giây. Sau đó, chúng mở rộng bộ vây ngực và nghiêng mình để bay lên. Khi muốn đáp xuống nước, cá chuồn chỉ cần gấp vây ngực lại và hạ mình xuống biển. Tốc độ bay trên mặt nước của loài cá này có thể lên đến 69 km/h. 10. Chúng ta vừa mới điểm danh 9 loài cá có tốc độ bơi nhanh nhất hành tinh. Các bạn ấn tượng về loài cá nào? Hãy để lại comment dưới video để chúng ta cùng thảo luận nhé! Đừng quên ấn subscribe và theo dõi kênh để có thể theo dõi những video thú vị của Mít nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!